Hello, xin chào cả nhà ha. Hôm nay mình sẽ cho mọi người coi một cái viên hậu phách này cũng khá là đặc biệt. Đó, mọi người thấy nó giống như là một cái lớp da gắn không? Đó, giống như là một cái lớp da gắn. Thì đây là điểm đặc trưng của dòng hậu phách mà Ba Lan ha. Đó, chỉ có duy nhất dòng dòng Ba Lan ha, dòng Ba Lan hay là những cái dòng mà bên châu Âu á thì nó mới có cái lớp da gắn như vậy thôi ha. Đó. Đặc biệt cái dòng Myanmar thì nó mình chưa thấy á, mình chưa thấy chứ có thể là nó có mà mình chưa thấy. Đó mà hai lớp da của nó không? Nó giống như là những cái lớp da gắn vậy. Rất là hay ha. Đó, nhìn nó giống như lớp da gắn vậy, bạn nào để ý bạn thấy. Đó, mình đã nghiên cứu nhiều dòng hậu phách đó thì mình mới rút ra được những cái gì tinh thông trong đó, những cái lạ lẫm đặc biệt của nó. Đó, nhiều người người ta không biết đâu ha, đâu phải người ta bán, người ta cũng nghiên cứu đâu. Người ta nhiều khi người ta chỉ lấy về người ta bán, rồi có những người người ta treo đầu dê bán thịt chó nữa. Người ta hậu phách, người ta lấy hậu phách Indo mà người ta la là hậu phách của Dominica, thấy không? Nó đủ thứ chuyện trên cuộc đời luôn á đó. Đó, rồi lấy mấy cái loại hàng ép rồi này nọ, nói chung là nhiều đúng không? Đó, bạn nào thích á, chơi á, mình bạn chơi nào cũng phải vậy, phải tìm hiểu trước. Đó, còn không bạn lao đầu chơi là thế nào cũng phải đóng tiền ngu. Đó là chuyện bắt buộc luôn, đóng tiền ngu đó. Còn mình là giống như là bạn không phải đóng tiền ngu, đối với mình là nhiều cái là bạn phải gọi là đóng học phí đó. Bạn muốn chơi cái gì bạn phải tìm cái người mà thầy hoặc là cái người mà người ta chơi nhiều, người ta am hiểu đó. Mình bỏ thêm chút tiền không sao hết, cái đó người ta bạn bỏ ra bạn giao lưu với người ta sẽ chỉ cho bạn. Giống như bạn bạn chơi xe cũng vậy, bạn hãy đi kiếm cái người nào mà người ta gành, thật là gành không đó. Bạn chơi mấy cái xe lên độ hay sao sao á, người ta chỉ kiếm người thầy, chứ đừng có kiếm cái dạng mà ức ơ không rẻ, nó rẻ cho đủ đường. Bạn thấy những cái nơi rẻ tiền á, thường nó rẻ cho bạn đủ đường đó. Những cái mình nhất là những cái loại mà giá trị cao á, những cái loại mặt hàng giá trị cao rẻ đủ đường luôn đó. Nhiều khách của mình là cũng bị rẻ đồ này nọ mà có giấy kiểm định luôn mà còn là giả nữa, bạn kinh không đó. Bởi vậy hồi xưa nói chung là cái này mình đóng tiền học phí nhiều rồi đó. Về mảng đá quý là đá hậu phách và những loại đá ruby nào này nọ là mình đã đóng đủ rồi, học phí mình đã đóng đủ rồi đó. Rồi thôi, chào cả nhà ha, thích liên hệ mình.